Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Đây nè, mình vừa với tình báo và danh sách qua đó, người bên này đều chết hết rồi. Sao vậy? Trong nhà có người có phép đâm tiểu nhân hay sao? Lã thủ thụ hình, thụ ca đọc một tên, người cách vạn dặm liền trực tiếp chết, không hề sai sót. Đến nay vẫn không dám tin. Thế này cũng đáng sợ quá rồi đấy. Nơi này còn có một danh sách. Đây đều là những kẻ tồi tệ đã làm việc cho Hắc Ám Vương quốc mà chúng tôi đã thu thập được. Đấy, đọc mỏi mồm. Lã Thiên Na, anh xem thử. Nhanh như vậy đã bắt đầu lợi dụng năng lực mới của tôi rồi sao? Đây cũng là vì tốt cho cậu thôi. Những người này còn từng thường xuyên nói rằng muốn giết chết cậu. Giết chết tôi. Bọn họ nói là muốn giết chết Thiên Na. Cậu chẳng phải là Thiên Na hay sao? Vậy thì đồng nghĩa với việc muốn giết chết cậu rồi. Giá trị cảm xúc tiêu cực đến từ XXX. Giá trị cảm xúc tiêu cực đến từ XXX. Thu 1.000 giá trị cảm xúc tiêu cực, chứng tỏ người đã chết rồi. Được rồi, những người này cũng đều đã giải quyết rồi. Thật tốt quá. Đây thật đúng là đòn sát thủ mà, Lã Thiên Na. Về sau không có việc gì cần tôi giúp đỡ. Về sau có không ít việc cần tôi giúp đỡ rồi. Không vấn đề. Nhưng về sau khi điểm danh thì bắt buộc là phải giống như hôm nay. Không chỉ phải có tội trạng rõ ràng của đối phương, còn phải có văn kiện chính thức từ Thiên Na Địa Võng. Năng lực của tu hành giả không thể lạm dụng. Lã thụ. Không sai, cậu nói rất đúng. Là tôi đã lỗ mãng rồi. Lần tới nhất định là sẽ chú ý. Vậy thì tốt. Còn có, não chung nhìn xem. Những người này, người nào cũng đều là ở nước ngoài. Vậy tức là tôi ra ngoài. Tôi ra ngoài làm nhiệm vụ, nhớ gửi tiền công cho tôi đấy. Giá trị cảm xúc tiêu cực đến từ Trung Ngọc Đường. Chắc không phải chú muốn nợ không trả đấy chứ? Tiền công có bao nhiêu đâu chứ? Tôi còn chưa tính nộ phí đi châu Âu và phi châu gì đó nữa đấy. Ây ồ, cơ thể của tôi không được khỏe lắm, đi trước một bước nhé. Mấy ngày sau, cuối cùng cũng đến rồi. Tôi đã hoàn lương rồi, tha cho tôi đi mà. Lâu rồi không gặp. Nà ngài à. Ơi, tôi đã xem tài liệu về ông. Thời gian lâu vậy rồi, ông làm gì không làm, lại cứ phải trộm gà trộm chó vậy chứ. Đây là lần thứ mấy bị bắt vào rồi hả? Phải duy trì cuộc sống mà, ngoại trừ nửa gạt tôi cũng không biết gì khác nữa. Được rồi, ông cũng đừng cảm thấy ủy khuất nữa. Những người bị ông lừa còn chưa ủy khuất kia kìa, ông ủy khuất gì đây? Tôi có việc phải hỏi ông đây, hồ lô đó, ông là từ đâu nấy ra vậy? Tổ truyền nhà tôi đấy. Ông nghĩ thêm xem. Thật sự là bảo bối tổ truyền nhà tôi. Ngài đừng oan uổng cho tiểu nhân mà. Đây là tôi đã xin giúp ông nói thật. Có thể giảm hình. Còn về giảm được bao nhiêu thì phải xem biểu hiện của ông. Nhưng mà ông đừng có vui mừng quá sớm. Cho dù chịu án xong được thả, cũng là đối tượng giám sát trọng điểm của chúng tôi.
chúng tôi sẽ không thả ông đi để làm hại người bình thường đâu. Giám hình, vậy ngài nói lời phải giữ lấy lời đấy nhé. Vậy trước tiên tôi phải giao phó một việc. Là bàn đó thật sự là nhà của tôi. Của nhà tôi đó. Tổ thượng của tôi thật sự đã từng ra khỏi Phương Sĩ, lúc trước dựa vào thuật phong thủy để nuôi gia đình, sau đó mai danh ẩn tính. Vậy hồ lô và vải đó thì sao? Trộm được từ đâu? Ông hãy nói rõ ràng hết đi. Chính là trộm được ở Lạc Thành. Khi đó tôi đến Lạc Thành hành tẩu giang hồ. Nói thật. Khi đó tôi đến Lạc Thành để lừa gạt. Giá trị cảm xúc tiêu cực đến từ Lý Khúc. Hôm đó tôi gặp được một người phụ nữ đến tìm tôi xem tay đoán mệnh. Nhưng trên tay cô ta đều là thịt, căn bản không sờ được đến xương. Tôi thấy cô ta béo như vậy, mặt mũi hồng nhuận, điều kiện gia đình nhất định là rất tốt. Tôi liền đi theo cô ta, muốn mò lấy chút đồ. Kết quả, không ngờ rằng trong nhà cô ta, nghèo rách mùng tơi, đến trang sức cũng không tìm thấy. Ý, sao lại có đứa trẻ vậy? Tôi vừa nhìn thấy hồ lô, ba vải này đều không phải là vật tầm thường liền lấy đi. À đúng rồi, liên quan đến hồ lô còn có một việc, nói ra có thể được giảm hình hay không? Nói, hồ lô này vốn dĩ là có vết nứt, nhưng không biết vì sao sau đó vết nứt lại tự mình liền lại. Cũng chính vào lúc đó tôi phát hiện, công pháp do nhà mình truyền xuống là có thể tu luyện được. Đứa trẻ mà ông gặp có đặc trưng gì? Cũng không có đặc trưng gì cả. Chính là nhìn có vẻ bệnh yếu không dễ nuôi sống. Cũng không biết là mụ đàn bà đó lại nuôi mình béo như vậy, lại đem đứa trẻ nuôi thành cái dáng vẻ đấy. Đứa trẻ đó có lẽ chính là mình. Chỉ là lúc đó vì sao mình lại xuất hiện ở bên cạnh một người phụ nữ bình thường? Sau đó sao lại đến viện phúc lợi chứ?